Trước kia, người dân ở vùng cao chủ yếu lấy nước từ trong khe núi về dùng nên không đảm bảo vệ sinh. Nhưng hiện nay, chỉ bằng những vật dụng rất đơn giản, nhiều hộ dân đã có thể tự làm được thiết bị lọc nước để có nước sạch sử dụng. Mô hình này hiện đang được áp dụng tại xã Bá Hu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Tác giả của mô hình này là nhóm sinh viên tình nguyện Cỏ Ba Lá đến từ Trường Đại học Y tế Công cộng. Than củi, cát, đá sỏi và một thùng chứa là chất liệu chủ yếu của hệ thống lọc nước mà Ngô Tuấn Dương, thành viên của nhóm tình nguyện Cỏ Ba Lá, đang hướng dẫn bà con thực hiện. Một lớp đá sỏi ở dưới cùng, tiếp đến là than củi và trên cùng là hai lớp cát, mỗi lớp được ngăn bởi một tấm lưới. Thiết bị lọc nước này giúp loại bỏ đáng kể rác và các chất bẩn vi lượng. Làm để làm hệ thống lọc nước này thì mình sẽ chỉ mất khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Sau khi mình đã kiếm xong các nguyên vật liệu rồi thì mình chỉ có thể rửa qua cái nguyên vật liệu và sắp xếp chúng vào trong cái thùng đựng nước. Ý tưởng về cách lọc nước này được bắt đầu từ công trình khoa học của nhóm sinh viên Cỏ Ba Lá cùng với sự trải nghiệm thực tế của nhóm trong một chuyến đi tình nguyện vào năm ngoái. Người dân ấy thì sử dụng nguồn nước là dẫn trực tiếp từ núi xuống, mà cái nguồn nước đấy thì rất gần các cái chuồng gia súc và gia cầm, và đồng thời lúc đó thì ở trường Y tế Công cộng thì hàng năm thì thường tổ chức các cái nghiên cứu khoa học ấy, và bọn em đã quyết định sử dụng cái mô hình đấy, được nhà trường tài trợ 5 triệu nữa, bọn em sử dụng cái mô hình đấy để có thể mang lên cho người dân. Toàn thôn Bá Hu, xã Bá Hu có gần 100 hộ dân đều là người Mông. Đến nay đã có hơn một nửa số hộ áp dụng cách lọc nước này. Trước đây thì bà con mình không có cái nước như thế này thì bà con thường là đi xách nước ở dưới khe về dùng cho bà con. Bây giờ thì có nước về cho bà con dùng này là cũng rất sạch rồi. Qua đánh giá thì cái mô hình này nó phù hợp với địa bàn, cho nên là xã sẽ tiếp tục vận động các hộ gia đình mà hiện tại bây giờ chưa có sẽ mua cái thùng nước về để tiếp tục nhân rộng cái mô hình lên để đảm bảo cho cái nước sạch, nước vệ sinh cho hộ gia đình. Với mô hình lọc nước này, vừa qua nhóm tình nguyện Cỏ Ba Lá đã được trao giải thưởng Chim Én dành cho những dự án tình nguyện xuất sắc vì cộng đồng. Hiện nay, thông qua sự tài trợ của một tổ chức phi chính phủ, nhóm Cỏ Ba Lá dự kiến sẽ vận động, hỗ trợ toàn bộ các hộ dân ở xã Bá Hu và người dân một số địa phương khác ở Hà Giang sử dụng hệ thống lọc nước này.